Widow. Xin chúc cô chú, anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui tươi, hạnh phúc. Hôm nay hai cha con chuẩn bị đi xuống nhà ông anh ở Cà Mau để thăm hai chồng anh. Có gì vui mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà mình cùng xem nha cả nhà. Chào bà cô chú. Dạ, xin mời tất cả cô chú và các bạn sẽ đồng hành cùng em nha. Mình cũng đã đã đi tới mà xúc chéo rồi cả nhà. Bây giờ mình còn đi được qua đò nữa cả nhà ơi. Qua đò mà xong coi cháu quỳ này nó xuống dưới đây trước nè, bây giờ nó chạy ra lấy nước mình. Bây giờ đò chuẩn bị qua. Rồi giờ quỳ ơi. Có một cái kinh sông nhỏ cả nhà. Kinh sông đẹp quá cả nhà. Mình cũng đi đây tới nhà của anh chị mình rồi, mình lội ra vuông đi, mình thăm anh mình thì thấy anh mình đang khuân đất xe đang chở đi đậu cho người ta đấy cả nhà. Mình sẽ leo lên xe cuốc này sẽ ghi hình lại để coi anh mình cuốc tắt như thế nào, chở cho anh ta giá nhiêu, rồi xe nó chạy vô trong đó cả nhà, đậu cho ta vào những kinh này luôn. Vỏ ra, xách xuồng ra, rồi hai anh em tại thả lưới.
cháo mình giờ đang cài đặt vô cho đổi cho người ta đó cả nha. Bây giờ hai 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 anh em nó mới rồi chuẩn bị đi thả lưới đó để coi thử có dính cá gì nhiều gì không. Thả lưới lại lại đi mấy anh nhóc ơi. Xe cháu mình chạy ra vô liền liền luôn. Đổ cái nền quá trời luôn, nhiều luôn cả nhà. Về cao lên tới 2 mét luôn đó. Rồi á, là hình như là anh mình đổ là chở vừa cuốc vừa đổ một xe 100 ngàn đó cả nhà. Trời cháu mình mới thả lưới xuống bây giờ dở lên một cái là dính nẻo lưới luôn cả nhà. Hết biết cá luôn rồi. Toàn là cá sặc không nghe cả nhà. Chứ không có cá gì khác. Cá sặc không. Hết biết luôn. Bây giờ nó vừa cây vừa vừa giăng xong rồi quay lại gỡ luôn cả nhà. Gỡ rồi sau khi gỡ xong rồi còn lại giăng tiếp. Lại gỡ cao cao lên chút. Trời ơi cá ngày nào hết có biết luôn rồi. Cá sặc bành bành không luôn. Khoan khoan để xuống để quá trời cá luôn cả nhà. Con dính nẹo hết trơn luôn. Mấy hai cháu xuống giăng mới vừa giăng xuống là kéo lên liền coi nó dính cái nè. Ôi ôi nó mất ham luôn. Bây giờ nó vừa giăng vừa gỡ luôn cả nha, gỡ xong là quay lại giăng tiếp rồi gỡ nữa đó, hết có biết luôn. Không rồi kêu đi bán cá. Trời ơi coi kìa. Nằm giăng cá mà nằm chà bãi. Ngồi cha mà cuối cùng đó nó động động á, nó chạy lại sáng dính nữa. Ê, con về đằng này quậy luôn. À, quay 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 quay. Trời ơi, là cái này con nè. Dính một cái nẹo lưới luôn nè. Hết biết luôn. Trời ơi, cá dính hết mà mê luôn. Quá trời quá. Dở lên hai tay luôn ơi con. Dở lên hai nắm hai tay rồi hai thằng dở luôn ơi. Hai thằng dở lên luôn. Ủa coi nè. Coi nè, quá khá trời luôn, không còn lỗ lưới con luôn cả nhà ơi. Hết con biết luôn mà đẹp cá sặc không cả nhà. Thôi trời ơi dính á cả nhà, nãy giờ nó gỡ biết bao nhiêu mà nói nữa cả nhà. Còn đến cái này cả nhà mới vừa mới đặt cái lợp có chút xíu xìu mà dính chóng mặt luôn, đông cá luôn cả ký đó, hết có biết luôn. Coi nè cả nhà ơi, mới dần coi một cái là vừa dần xong là quay lại mình mình thăm liền luôn mà cả 3 kg cá nha cả nhà. Hết có biết cái sặc luôn rồi, ngon. Tặc bậy chết rồi. Đúng rồi. Mấy kilo luôn cả nhà ơi. Mới dân là thăm lần. Nay mình đi xuống nhà của ông anh mình nha. Hôm nay ông anh mình để là cái đó cô tướng miếng dầu vô coi. Xào hủ qua. Tướng dầu vô. Cá sặc khô. Dạ. Cá chiên sốt cà. Mà con lấy cái mấy cái ấy kho cho nhiều hả kho. Cá rô kho ớt. Đây thịt bò nghe cả nhà. Cái đồ phơi cá khô đâu rồi. Vậy mình cũng xin kết thúc clip tại đây luôn nha cả nhà. Mình cũng mời cả nhà dùng cơm cùng gia đình luôn. Rồi hẹn gặp lại gia đình clip sau. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà.